vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đại hội của tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển. Chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 12 giờ trưa ngày 10 tháng 1 của Đài Truyền hình Việt Nam, và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt